Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với điểm tin 24 giờ của Tam Đa Media được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày. Thưa quý vị, ngày hôm nay đã xảy ra một vụ tai nạn tàu hỏa tại Pardubice khiến 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Thông tin chi tiết hơn sẽ có trong điểm tin ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Tai nạn tàu hỏa tại Pardubice khiến 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Israel không kích trường học ở dải Gaza, ít nhất 32 người thiệt mạng. Cơ quan cảnh sát điều tra ban hành kết luận vụ án thứ hai liên quan tới bà Trương Mỹ Lan. Vào đêm hôm qua ở Pardubice đã xảy ra vụ va chạm trực diện giữa một đoàn tàu chở khách tốc hành và một đoàn tàu chở hàng khiến 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Một đoàn tàu tốc hành Regiojet đã va chạm trực diện với một đoàn tàu chở hàng ở Pardubice trước 23 giờ đêm hôm qua. Vụ tai nạn đã khiến 4 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. Lực lượng cứu hộ đã đưa tổng cộng 27 người đến các bệnh viện ở Pardubice, Kruim và Hradec Králové. Theo lực lượng cứu hỏa, có khoảng 380 người đi trên chuyến tàu tốc hành. Vụ tai nạn đang được cơ quan thanh tra đường sắt và cảnh sát điều tra giao thông trên tuyến đường sắt Pardubice đến Morava bị tạm ngừng lưu thông trong 9 giờ đồng hồ. Giám đốc hãng Regiojet Rajiv Yantura bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia quyến và xin lỗi những người bị thương. Họ sẽ bồi thường cho tất cả hành khách, bất kể ai là người gây ra sự cố. Hãng vận tải cho biết những người có thắc mắc bằng tiếng Séc, tiếng Slovakia và tiếng Ukraine có thể liên hệ với đường dây điện thoại khẩn cấp 539-000-955 hoặc gửi câu hỏi qua email pomos@regiojet.cz. Lực lượng cứu hỏa cũng đã thiết lập đường dây nóng cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn. Người dân có thể gọi tới số 950-570-805 để được hỗ trợ. Ngày 5 tháng 6, chính phủ Séc đã phê duyệt đề xuất về việc người nước ngoài từ 9 quốc gia ngoài Liên minh châu Âu sẽ không cần giấy phép lao động hoặc thẻ lao động tại Séc. Theo đó, bắt đầu từ tháng 7, 2024, công dân từ Mỹ, Canada, Anh, Israel, Australia, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore sẽ được tự do tiếp cận thị trường lao động tại Cộng hòa Séc. Bộ trưởng Công thương Josef Sikala nhấn mạnh biện pháp vừa được thông qua sẽ tạo điều kiện thuận lợi và đẩy nhanh việc gia nhập thị trường lao động Cộng hòa Séc cho những người nước ngoài thuộc số lao động có mức lương trên trung bình, đồng thời góp phần giảm bớt gánh nặng hành chính đối với người sử dụng lao động. Danh sách các quốc gia trên có thể được nội các điều chỉnh theo tình trạng thực tế của thị trường lao động. Ông cũng lưu ý quy định mới chỉ áp dụng cho những lao động từ 9 quốc gia kể trên, chưa từng sống và lao động bất hợp pháp cũng như không nộp đơn xin tị nạn tại Cộng hòa Séc. Theo số liệu của Bộ Lao động Cộng hòa Séc, tính đến hết tháng 3 năm 2024 có khoảng 10.000 người đến từ 9 quốc gia kể trên đang làm việc tại Cộng hòa Séc, chiếm 1,2% tổng số lao động nước ngoài tại quốc gia Trung Âu này. Doanh số bán lẻ tại Séc trong tháng 4 đã tăng tháng thứ 5 liên tiếp so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức tăng trưởng đã chậm lại, từ mức 5,8% trong tháng 3 xuống 5,3% vào tháng 4. Theo các nhà phân tích, người Séc vẫn sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho các cửa hàng so với năm ngoái. Sự tăng trưởng của doanh số bán lẻ trong tháng 4 là nhờ doanh thu tăng từ việc bán hàng hóa thực phẩm, phi thực phẩm và nhiên liệu. So với cùng kỳ, doanh số bán lẻ hàng hóa phi thực phẩm trong tháng 4 tăng 7,1%, nhiên liệu tăng 3,9% và thực phẩm tăng 3,6%. Theo các nhà phân tích, sự tăng trưởng doanh số bán lẻ trong tháng 4 cho thấy người Séc sẵn sàng tiếp tục chi tiêu. Mức lương thực tế dự kiến tăng là tin tốt cho người tiêu dùng và điều này sẽ góp phần tăng trưởng tiêu dùng hộ gia đình trong nền kinh tế và có tác động tích cực đến doanh số bán lẻ. Tuy nhiên, khi doanh số bán lẻ tăng lên, nguy cơ lạm phát phía cầu cũng tăng lên. Đến giữa thế kỷ này, số lượng người cao tuổi tại Séc có thể sẽ vượt quá 3,3 triệu người, nhiều hơn khoảng 200.000 người so với dự đoán của 5 năm trước và cao hơn gần 1 triệu người so với hiện tại. Theo Bộ trưởng Bộ Lao động, dữ liệu cho thấy cần phải thực hiện cuộc cải cách hưu trí. Hiện tại có khoảng 2,4 triệu người Séc đang nhận lương hưu. Tuy nhiên, số người về hưu sẽ tăng lên đáng kể sau khi thế hệ những người sinh năm 1970 nghỉ hưu. Vào khoảng năm 2060, sẽ có hơn 3,7 triệu người về hưu. Theo Bộ trưởng Bộ Lao động Marian Jurečka, việc cải cách hưu trí là điều cần thiết để hệ thống hưu trí có thể phát triển theo hướng có lợi, để mức thâm hụt có thể giảm.
Năm ngoái, hệ thống bảo hiểm hưu trí có mức thâm hụt cao nhất từ trước đến nay với 72,8 tỷ koron, tức là khoảng 1% GDP. Theo báo cáo mới, nếu không có sự thay đổi trong hệ thống hưu trí, vào giữa thế kỷ, mức thâm hụt sẽ lên tới 5% GDP, tức là khoảng 382 tỷ koron theo giá trị hiện tại. Năm ngoái, chính phủ đã thúc đẩy việc điều chỉnh lương hưu chậm hơn hoặc thắt chặt các điều kiện để nghỉ hưu sớm. Trong cuộc cải cách đang được thảo luận, họ tính đến việc tăng tuổi nghỉ hưu và giảm mức tính lương hưu mới, được cho là cải thiện tình trạng của hệ thống. Giá nhiên liệu tại Séc đang giảm nhẹ. Trong tuần qua, cả xăng và dầu diesel đều rẻ hơn so với mức trung bình 26 ha-le. Giá nhiên liệu đã giảm kể từ cuối tháng 4, lần cuối xăng giảm giá là vào tháng 3 và đối với dầu là vào cuối tháng 1. Theo các nhà phân tích, giá nhiên liệu sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Theo nhà phân tích của XTB Jiří Tylaček, thì giá nhiên liệu hiện tại là do tình trạng căng thẳng trên thị trường dầu mỏ và giá bán buôn bị giảm. Hiện nay, tài xế có thể mua nhiên liệu rẻ nhất ở vùng Uzbekistan với 37,96 koron cho một lít xăng và 35,96 koron cho một lít dầu. Ngược lại, giá nhiên liệu đắt nhất vẫn là tại Praha, nơi có giá xăng trung bình là 37,15 koron và dầu là 37,99 koron. Trong tuần tới, giá nhiên liệu sẽ tiếp tục giảm và có thể giảm đến 40 ha-le cho cả xăng và dầu. Theo nhà phân tích Petr Lajic, việc giá nhiên liệu giảm sẽ còn tiếp diễn và đến đầu kỳ nghỉ hè, giá xăng trung bình có thể đạt mức 38 koron và giá dầu là 36 koron cho một lít. Những kẻ lừa đảo trên Internet đang áp dụng một thủ đoạn mới, đó là lợi dụng lòng tham của nạn nhân. Lúc đầu, những kẻ lừa đảo sẽ cho nạn nhân cảm giác thật sự có thể dễ dàng kiếm được tiền. Cuối cùng, chúng sẽ lừa lấy hết tiền của nạn nhân. Một người phụ nữ đến từ Pardubice đã gặp phải một trường hợp lừa đảo như thế này, khiến cô bị lừa mất hàng chục nghìn korun. Phát ngôn viên cảnh sát Dita Holechkova cho biết nạn nhân đã nhận được một tin nhắn với lời mời làm việc thêm tại nhà. Công việc được mô tả là chỉ cần theo dõi các thước phim và sau đó ấn thích. Chỉ trong một tuần, nạn nhân đã nhận được 5.000 korun được trả thành nhiều đợt. Sau lần đó, kẻ lừa đảo đã dụ dỗ nạn nhân bỏ thêm tiền vào đầu tư để có thể kiếm về nhiều tiền hơn nữa. Và vì tin tưởng vào lợi ích trước mắt mà nạn nhân đã gửi cho kẻ lừa đảo vào tài khoản, tổng cộng số tiền lên đến 120.000 korun. Theo các chuyên gia, hình thức lừa đảo này rất dễ thành công. Hiện vẫn còn rất nhiều người tin rằng có thể kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng trở nên giàu có, cũng như tin tưởng vào những lời mời gọi được cho là đặc biệt như thế này. Số lượng các vụ lừa đảo thông qua Internet đang tăng kỷ lục. Vào năm 2011, chỉ ghi nhận 1.500 vụ, thì hiện nay con số đó tăng lên 15 lần. Quân đội Israel đã không kích vào trường học do Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine thành lập ở miền trung của dải Gaza, khiến ít nhất là 32 người thiệt mạng. Theo thông báo từ lực lượng phòng vệ Israel IDF công bố sáng nay mùng 6 tháng 6, cuộc không kích vào ngôi trường này nhắm vào những nơi chứa chấp các tay súng phong trào Hamas. Nhóm viện trợ cho biết vụ tấn công vào trường học dành cho những người di tản trong trại tị nạn Nuseirat xảy ra trong bối cảnh bạo lực leo thang điên cuồng tại trung tâm Gaza khiến các bệnh viện quá tải. Theo thông tin do Hamas công bố, có ít nhất 32 người thiệt mạng do vụ không kích của Israel. Tuy nhiên, Hamas không nêu rõ có bao nhiêu dân thường thiệt mạng ở trong số đó. Trong một diễn biến liên quan trong ngày 5 tháng 6, quân đội Israel cho biết lực lượng Hezbollah ở Lebanon đã phóng ít nhất 2 máy bay không người lái UAV có chất nổ vào miền Bắc Israel khiến 9 người bị thương, bao gồm cả các binh sĩ Israel. Ngày 5 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp gỡ hiếm hoi với biên tập viên cấp cao của các hãng thông tấn quốc tế ở Saint Petersburg. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo phương Tây rằng Moscow có thể sử dụng mọi phương tiện sẵn có để tự vệ nếu chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ của nước này bị đe dọa. Khi được hỏi rằng điều gì sẽ gây ra một cuộc chiến tranh hạt nhân và chúng ta đang ở gần nguy cơ đó đến mức nào, thì ông Putin cho rằng phương Tây đã nhiều lần cáo buộc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân nhưng đó là một sai lầm, đồng thời chỉ ra rằng chính Mỹ đã sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai.
nhà lãnh đạo Nga nói. Nga luôn bị buộc tội sử dụng một loạt thanh kiếm hạt nhân nào đó, nhưng tới nay Mỹ là quốc gia duy nhất sử dụng vũ khí hạt nhân trong Thế chiến thứ hai. Theo ông Putin, Liên bang Nga có học thuyết hạt nhân. Nếu hành động của ai đó đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga, thì Moscow sẽ cân nhắc sử dụng mọi biện pháp. Trong cuộc họp báo, nhà lãnh đạo Nga còn cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của nước này đã có sức công phá là 70-75 kiloton. Còn quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống hai thành phố của Nhật Bản Hiroshima và Nagasaki chỉ có sức công phá là 20 kiloton. Cũng trong cuộc họp báo nói trên, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã chỉ trích phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Ông Putin cho rằng nếu những quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine tham gia vào cuộc chiến chống lại Liên bang Nga, thì Moscow có quyền hành động theo cách tương tự. Đức sẽ mua thêm 20 máy bay chiến đấu Eurofighter của tập đoàn Airbus nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của quốc gia này. Phát biểu tại triển lãm hàng không quốc tế ở Berlin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết việc đặt hàng sẽ được tiến hành trước năm 2025 và kể từ năm 2022, Đức đã công bố thành lập một quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro, tương đương 107,8 tỷ đô la Mỹ để hiện đại hóa quân đội và nâng cấp trang thiết bị quốc phòng. Các khoản đầu tư sẽ giúp Đức đáp ứng các mục tiêu chung của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, cũng như hỗ trợ khả năng phòng thủ của Liên minh trong dài hạn. 20 máy bay mới cùng với 38 chiếc khác đã được đặt hàng vào năm 2020 sẽ thay thế cho các máy bay Tornado đã có tuổi đời hàng chục năm của Đức. Ngày 5 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới WHO xác nhận ca tử vong ở Mexico là trường hợp đầu tiên được xác nhận trong phòng thí nghiệm về nhiễm cúm gia cầm A được báo cáo trên toàn cầu và là trường hợp đầu tiên ở người nhiễm chủng H5 của loại virus này tại Mexico, theo hãng tin Reuters. Theo thông báo của WHO, bệnh nhân nam 59 tuổi người Mexico nhiễm virus cúm gia cầm H5N2 và đã qua đời vào ngày 24 tháng 4 với các triệu chứng sốt, khó thở, tiêu chảy và buồn nôn. Bệnh nhân nhập viện điều trị tại thủ đô Mexico City nhưng đã qua đời cùng ngày hôm đó. Đang nói từ trước đến nay chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào ở người do chủng cúm gia cầm H5N2. Các nhà khoa học cho biết vụ việc này không liên quan tới đợt bùng phát cúm gia cầm H5N1 tại Mỹ, khiến 3 công nhân làm việc tại trang trại bò sữa nhiễm bệnh, đồng thời cảnh giác về những thay đổi của virus, có thể báo hiệu rằng cúm gia cầm đang lây lan dễ dàng hơn ở người. Theo đó, WHO cho đến nay chưa thể xác định sự liên quan giữa các ca nhiễm bệnh ở người nói trên với sự lây lan của virus H5N2 ở gia cầm. WHO cũng nhận định nguy cơ này đối với con người ở mức thấp. Bộ Y tế Mexico cũng xác nhận bệnh nhân nam giới 59 tuổi có tiền sử bệnh thận mãn tính, tiểu đường type 2 và huyết áp cao một thời gian dài. Mặc dù chủng virus khiến nam bệnh nhân người Mexico tử vong không giống chủng virus đang lây nhiễm cho gia súc ở Mỹ, nhưng cả hai đều là virus cúm gia cầm H5. Thế giới đã trải qua 12 tháng liên tiếp với mức nhiệt độ cao kỷ lục. Đây là đánh giá được Cơ quan Giám sát Biến đổi Khí hậu của Liên minh châu Âu đưa ra mới đây. Cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus C3S của Liên minh châu Âu cho biết đợt nắng nóng kỷ lục đã đẩy nhiệt độ trung bình toàn cầu trong 12 tháng qua cao hơn 1,63 độ C so với mức nhiệt trung bình trước cách mạng công nghiệp, đánh dấu đây không phải là khoảng thời gian ấm nhất kể từ khi các dữ liệu bắt đầu được ghi chép vào năm 1940. Trong khi đó, báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết 80% khả năng mức độ ấm lên toàn cầu so với thời kỳ trước cách mạng công nghiệp sẽ vượt 1,5 độ C trong vòng 5 năm tới. Trước tình hình này, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các quốc gia hành động khẩn cấp để ngăn chặn địa ngục khí hậu, cắt giảm 30% sản lượng và mức độ tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch toàn cầu vào năm 2030. Việc làm dành cho bạn, Tamda Group liên tục tuyển dụng nhân sự nhiều vị trí. Chi nhánh tổng kho Tamda Hoskivitsa và DC Brno tuyển dụng nhân viên kho, nhật hàng, yêu cầu nhanh nhẹn, chịu khó. Nhân viên văn phòng, sử dụng máy tính thành thạo. Nhân viên lái xe, trung thực, khỏe mạnh, có bằng lái xe và kinh nghiệm lái xe lâu năm là lợi thế. Nhân viên thị trường, giao tiếp tốt, am hiểu về mặt hàng Potravini là lợi thế. Tamda Hus Praha cần tuyển nhân viên cửa hàng, yêu cầu nhanh nhẹn, chịu khó, nhân viên văn phòng, sử dụng máy tính thành thạo. Tamda Uski cần tuyển nhân viên cửa hàng và nhân viên kho, yêu cầu nhanh nhẹn, chịu khó. Tamda Group ký hợp đồng lao động với người có visa hợp pháp tại Cộng hòa Séc. Đừng bỏ lỡ cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Ngày 6 tháng 6 năm 2024, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã tiến hành bầu nhiều vị trí quan trọng, trong đó có Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội. Với tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, vào chiều ngày 6 tháng 6, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trở thành tân Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026. Như vậy, lãnh đạo Bộ Công an hiện có 5 nhân sự, gồm Bộ trưởng Lương Tam Quang và 4 Thứ trưởng, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Trung tướng Lê Quốc Hùng,
Trung tướng Nguyễn Văn Long, Trung tướng Lê Văn Tuyến. Cũng trong ngày 6 tháng 6, Quốc hội tiến hành làm công tác nhân sự. Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội với bà Nguyễn Thị Thanh. Theo đó, với kết quả 465 trên 467 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức biểu quyết điện tử. Với kết quả 468 trên 469 đại biểu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm tân Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Như vậy, hiện nay Chính phủ có Thủ tướng Phạm Minh Chính và 4 Phó Thủ tướng là các ông Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang và Lê Thành Long. Ngày 6 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 ban hành kết luận điều tra về vụ án lừa đảo rửa tiền tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vụ án này được tách ra trong quá trình điều tra vụ tham ô liên quan tới bà Trương Mỹ Lan được xét xử sơ thẩm ngày 11 tháng 4 trước đó. Đồng thời, C03 đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 bị can ở 3 nhóm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại các điều 174 và điều 324, điều 189 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo kết luận điều tra, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, hiện mất khả năng thanh toán của 4 pháp nhân. Số này bao gồm công ty bất động sản An Đông, công ty đầu tư An Thuận, công ty Sunny World và công ty dịch vụ thương mại thành phố Hồ Chí Minh. Tổng giá trị 25 gói trái phiếu này là hơn 30.869 tỷ đồng, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan còn là chủ mưu trong việc rửa tiền hơn 445.747 tỷ đồng. Trong số này có hơn 415.000 tỷ đồng từ hành vi tham ô tài sản của ngân hàng SCB và 30.081 tỷ đồng có được từ hành vi lừa đảo nói trên. Với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bà Lan bị cáo buộc cùng đồng phạm dùng các hợp đồng khống chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ. Ở chiều ngược lại, có hơn 3 tỷ đô la Mỹ được chuyển về Việt Nam trái pháp luật. Tổng số được vận chuyển trái phép tương đương hơn 106.730 tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư quy định cơ chế chính sách quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không. Thông tư bao gồm các nội dung về nguyên tắc và căn cứ định giá dịch vụ, quy định về đồng tiền thanh toán dịch vụ, chính sách ưu đãi, định giá, kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá. Hãng hàng không Việt Nam lần đầu tham gia khai thác thị trường vận chuyển hàng không sẽ được áp dụng mức giá bằng 50% mức giá dịch vụ cất cánh hạ cánh tàu bay và dịch vụ điều hành bay đi đến do Bộ Giao thông Vận tải định mức giá. Đã từng có thời điểm gạo Việt giá cao nhất thế giới, hơn hàng Thái Lan gần 80 USD một tấn. Thế nhưng doanh nghiệp vừa chào bán đại hạ giá khối lượng lớn, giá gạo Việt lại lao dốc về mức thấp nhất trong nhóm quốc gia xuất khẩu gạo lớn trên thế giới. Việt Nam là quốc gia có thế mạnh về sản xuất và xuất khẩu gạo. Nhiều năm nay, xuất khẩu gạo của nước ta luôn đứng ở vị trí thứ 2 hoặc thứ 3 thế giới. Tuy nhiên, giá luôn thấp hơn gạo Thái Lan. Năm 2023, ngành gạo thắng đậm chưa từng có khi kim ngạch xuất khẩu lập kỷ lục lịch sử, giá mặt hàng này tăng dựng đứng. Tuy nhiên, những ngày gần đây, giá gạo xuất khẩu của nước ta vào đà giảm mạnh. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tính đến ngày 31 tháng 5, giá gạo 5% tấm của Việt Nam giảm về mức 574 đô la Mỹ mỗi tấn. Từ vị thế quốc gia có giá gạo cao nhất trên thế giới, nay giá gạo Việt đã thấp hơn hàng cùng loại của Thái Lan 46 đô la Mỹ một tấn, thấp hơn hàng của Pakistan 19 đô la Mỹ một tấn. Chuyên gia cho rằng, việc doanh nghiệp chào thầu đại hạ giá gạo cho Indonesia ảnh hưởng lớn đến ngành lúa gạo Việt Nam. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương mới đây đã có văn bản hòa tốc gửi Hiệp hội Lương thực Việt Nam bày tỏ quan ngại và yêu cầu VFA xác minh thông tin liên quan đến việc doanh nghiệp chào thầu giá gạo thấp nhất so với doanh nghiệp của các quốc gia khác. Đơn vị này nhận định hành vi xuất khẩu gạo với giá thấp có thể vi phạm luật về cạnh tranh, trong khi Indonesia đang là thị trường xuất khẩu gạo truyền thống lớn thứ hai của Việt Nam nên cần có những biện pháp bảo vệ thị trường và đảm bảo hiệu quả xuất khẩu. Sáng ngày 6 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 6 bị can là cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu về tội bán độ ở trận đấu với câu lạc bộ Đồng Nai. Các bị can bao gồm NSH, sinh năm 1994, ngụ tại tỉnh Đồng Tháp, vị trí thủ môn, LBGH, sinh năm 2002, ngụ tại tỉnh Thanh Hóa, vị trí tiền vệ,
PVP sinh năm 2004, ngụ tỉnh Hải Dương, vị trí tiền đạo, NQH sinh năm 2004, ngụ tại tỉnh Đồng Nai, vị trí tiền vệ, về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, TKA sinh năm 2004, ngụ tỉnh Bến Tre, vị trí tiền vệ, về tội đánh bạc, NKD sinh năm 2003, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, về tội tổ chức đánh bạc. Theo kết quả điều tra ngày 24 tháng 12 năm 2023, trong trận đấu giữa câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu và câu lạc bộ SHB Đà Nẵng thuộc khuôn khổ Cúp Sao Vàng diễn ra tại sân vận động Bà Rịa, 5 cầu thủ NSH, LBGH, PVP, NQH và TKA đã bàn bạc thống nhất sẽ đá dưới sức. Sau đó các cầu thủ đặt cược cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng thắng trên các website cá độ bóng đá. Kết quả trận đấu, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đã thắng câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu với tỷ số 3-1. Vậy là những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.